Xin chào bà con, thì hôm nay á mình đi quay cho bà con xem về một cái vườn sầu riêng trong giai đoạn mà ra hoa và chuẩn bị giai đoạn mà ra hoa đậu quả sẽ nhị á, của cây sầu riêng. Thì hôm nay cái thời tiết nó cũng hơi âm u một xíu thì mình quay để mà chia sẻ về cái vườn sầu riêng. Cái thứ hai nữa là những cái kiến thức mình chia sẻ cho bà con, thì có những cái nào á bà con thấy áp dụng được đối với vườn mình á thì bà con sẽ áp dụng cho mình, còn cái nào bà con có thể không áp dụng được á thì bà con có thể không áp dụng. Thì cái này mình quay chủ yếu là mình chia sẻ về những cái quan niệm và những cái kỹ thuật của mình để hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng trong cái giai đoạn mà ra hoa đậu quả. Thì với cái sầu riêng như thế này á thì đang giai đoạn mà ra hoa, nói chung là những cái hoa này trong giai đoạn này thì bà con có thể đi tỉa cho mình được rồi. Thì một số bà con cũng thắc mắc trong giai đoạn ra hoa như thế này á thì những cái việc nào cần làm đầu tiên và những cái việc nào làm sau cùng và định kỳ. Thì toàn bộ cái vườn sầu riêng này đang ra hoa rất là nhiều. Thì cái việc đầu tiên mình nhắc nhở bà con á, đã công việc đi thăm vườn, bà con có thể tỉa bông cho mình. Ở giai đoạn này những cái bông mà ở ngoài đầu cành ngọn á, mà nó xa đầu cành là bông nó nhỏ yếu đuối á, bà con tỉa bớt cho mình đi. Đó là những ngoài đầu cành nha. Còn ở trong thân cành á thì bà con nếu mà lượng bông nó dày quá thì con phải tỉa bớt cho mình. Vì bà con cứ xem những cái hoa mà nó yếu bà con tỉa cho mình, không nên để quá nhiều hoa, vì sau khi hoa nhiều á mà đậu xong thì bà con phải tỉa bớt. Thì thay vì đó bà con tỉa bớt bông cho mình đi để cho dinh dưỡng tập trung vào nuôi cho hoa chúng ta, sau khi sẽ nhảy là những cái hoa nó sẽ mập ra, nó khỏe và cuốn sẽ to hơn. Đó là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai á, là con phải tưới nước cho mình, giữ ẩm cho mình, vì trong giai đoạn ra hoa á, thì hầu như là tất cả cây ăn quả nào cũng cần nước giữ ẩm. Vì một số vườn chúng ta không tưới nước á, thì dẫn đến tình trạng hoa chúng ta nó sẽ rất là yếu và còi, không thể nào mà nở, hay là tỷ lệ nở nó sẽ nhị rất là ngắn, cái chuỗi hoa rất là yếu, bị thiếu nước. Cái đó là tùy vào vùng nha, có nghĩa là cái việc đó là tùy vào vùng, tùy vào khu vực. Thì cái việc đó là tùy vào khu vực. Có những cái khu vực á thì bà con tưới nước cho mình là 5, 7 hoặc 10 ngày thì bà con tưới giữ ẩm cho mình. Thì đối với những cái vườn mà bà con có những cái thổ nhưỡng khí hậu khác nhau thì có cái chính sách mà chúng ta chế độ mà cha chăm sóc và tưới nước khác nhau. Đó là cái việc mà tưới nước. Còn về cái việc mà bón phân á, thì trong giai đoạn á, trên clip mình quay đối với những cái vườn mà hoa như thế này á, thì bà con vẫn cung cấp dinh dưỡng cho mình được. Có nghĩa là những phân bón vi lượng nè, rồi NPK nè, rồi phun thuốc phân bón lá, rồi phun thuốc dưỡng hoa, chống rụng hoa ở giai đoạn này thì bà con bổ sung được đầy đủ. Thì thật chất ra cây sầu riêng á, thì mỗi người, mỗi bà con nông dân á, có những cái kiến thức, cách chăm sóc riêng mỗi với nhau. Thì trong giai đoạn này á, lúc hoa chưa xả nhị á, thì bà con có thể phun thuốc sâu cho mình, côn trùng chích thuốc rầy rẹp và nấm bệnh thường xuyên cho mình, để khi chuẩn bị đến giai đoạn mà hoa bắt đầu xả nhị và xả nhị rộ á, thì nó sẽ không có những cái côn trùng nó đến nó gây hại như bọ cánh cứng, bọ vừng, bọ xích rồi á, đến chích và gây hại đến cây sầu riêng và hoa sầu riêng của mình. Đặc biệt ở giai đoạn này hầu như tất cả khu vực ở Đắk Lắk, Tây Nguyên, Lâm Đồng, Gia Lai thì Bình Phước thì đều bắt đầu là có vùng đều xả nhị trước, có vùng đang chớm mắt cua, có vùng đang hoa rộ, hoa cực đại và có vùng cũng đang có trái. Thì đây là đối với khu vực Tây Nguyên ở Đắk Lắk đây, thì mình quay vườn rất là chi tiết cho bà con xem. Thì mình cũng nhắc lại bà con á, thì một số bà con rất là phân vân, thì ở vườn, nhiều vườn á thì ra hoa rụng rất là nhiều, thì bà con không biết tại sao trong giai đoạn này ra hoa tự nhiên là rụng đột ngột. Thì mình nhắc lại á, bà con phải coi là cái chế độ là phân bón nè, nấm bệnh nè, dinh dưỡng ở trên cây sầu riêng chúng ta. Vì có những vùng mình quay trên clip á, vườn hiện tại như thế này á, tự nhiên hoa tháo đốt rụng rất là nhiều, nên bà con phải cân nhắc lại cái lượng phân bón và chế độ nước non cho đầy đủ và nấm bệnh trong giai đoạn này. Vì hầu như ở giai đoạn này á, nếu bà con chăm sóc đúng quy trình á, thì ít khi có cái lượng hoa rụng đột ngột lắm. Vì mình dạo này mình quay ít video nên chưa có quay những cái vườn mà hoa rụng đột ngột do nguyên nhân nào, để cho con rơi vào trường hợp đó và con có những cái cách mà con khắc phục. Còn đối với cái vườn mình đang quay vừa cho con xem á, thì mình chỉ nói về những cái cách mà chăm sóc theo cho nó hiệu quả. Thì mình nhắc lại theo quan điểm cá nhân mình đơn giản là trong giai đoạn ra hoa mà chưa xả nhị và con có thể chăm sóc bón phân bình thường thoải mái, và đến lúc chuẩn bị xả nhị trước đó khoảng cỡ 10 đến 15 ngày á, thì con phun cho mình chặn đọt để tránh tình trạng mà đang xả nhị mà đọt nó phát, thì làm cho cái sầu riêng chúng ta nó xả nhị sẽ rụng rất là nhiều. Thì cái đó là cái quan trọng mình chia sẻ bà con. Thì trong giai đoạn ra hoa như thế này á, như trên hình trên clip này á, thì bà con không cần phun chặn đọt đâu,
bà con có thể phun cho mình là các dòng dưỡng hoa, dưỡng lá cho cây nó khỏe ra, mập ra, thì cây chúng ta sẽ đủ lực và nó nuôi hoa rất là nhiều và sẽ nhị rất là đầy đủ. Đó là cái giai đoạn mà mình nói, giai đoạn đang ra chuỗi hoa như thế này. Còn đối với cái giai đoạn mà xả nhị rồi thụ phấn á, đi quét phấn ban đêm á, thì tới đó mình sẽ chia sẻ thêm bà con về những cái vấn đề mà cơ bản mình chia sẻ cho bà con, để bà con tham khảo, bà con áp dụng vào vườn của mình. Thì đặc biệt cái giai đoạn này mình quay con xem á, hoa rất là nhiều, hầu như toàn bộ là cây nào hoa cũng rất là sai. Thì mình nhắc nhở lại bà con á, là tùy vào tuổi của cây và năm tuổi của cây và cái tàn tán của cây á, bà con có chế độ tỉa trái và chăm sóc cây chúng ta thích hợp. Thì bà con không nên để nhiều trái nha, vì mỗi năm á, mình đều để ý và đi xem hướng dẫn bà con á. Có những vườn bà con để trái quá mức á, bà con chăm sóc phục hồi không kịp á, thì dẫn đến năm sau cây nó không có khả năng mà ra hoa kịp nữa, và tỷ lệ ra hoa rất là ít. Có thể là những vườn sẽ không ra hoa luôn vì cây quá cằn cỗi. Thì qua cái vườn này á, thì mình cũng nói cho bà con xem rồi đó. Thì chế độ phân bón á, thì con có thể bón cho mình NPK được, có tùy vào hàm lượng của cây, tùy vào cây và phân vi sinh, phun bón lá, nấm bệnh á, bà con trùng á, chích thúc, bà con phun cho mình. Thì nước tưới thì tùy vào vùng bà con thôi. Có những vùng thì bà con có thể tưới bét cho mình được, có những vùng bà con tưới dí cho mình, và có những vùng thì bà con tưới nhỏ giọt, phun sương. Thì đó là tùy vào cái điều kiện của mỗi bà con mà bà con có những cái phương án tưới nước cho nó hợp lý. Thì lâu nay cũng có rất nhiều bà con gọi đến cho mình hỏi là sầu riêng có tưới nước không, họ đang ra hoa có được tưới nước không. Thì mỗi bà con chúng ta đều có những cái kiến thức nó không được rõ ràng và phổ biến. Thì mình nhắc lại bà con, trong giai đoạn từ lúc nhú mắt cua cho đến lúc mà đậu trái non, bà con luôn luôn tưới nước giữ ẩm cho mình, để cho cây chúng ta nó luôn luôn có cân bằng được nhiệt độ. Để tránh tình trạng một số vùng như mọi năm thì hay mưa xuống, dẫn đến tình trạng là sốc nước nên hoa rụng đột ngột, tháo đốt rụng rất là nhiều. Còn lại thì cái tỷ lệ mà con giữ ẩm, phun thuốc đầy đủ, nấm bệnh, côn trùng chích thúc, sâu bệnh hại thì cây sầu riêng chúng ta sẽ đạt năng suất rất là cao. Nói thì toàn bộ vườn này hoa cũng rất là đều và nhiều. Thì mình cũng nhắc lại, đối với những cây sầu riêng mà giai đoạn mà kinh doanh thì con nên là có những cái cành, cái nào quan trọng và cành nào không quan trọng thì con luôn luôn tỉa và tạo tán cho mình cho nó hợp lý, để cho cái cây chúng ta nó đạt được năng suất nó cao và nó thông thoáng. Để tránh những tình trạng một số bà con để những cái cành chi, cành bánh tẻ trong thân á, nó không có cân đối và nó nuôi mất dinh dưỡng và phí cái cây chúng ta. Thì một lần nữa mình, bà con cũng đăng ký kênh đi, mình sẽ quay bà con từng giai đoạn của cái sầu riêng. Thì đối với vườn á, thì mình cũng quay rất là chi tiết và cụ thể cho con từng cái giai đoạn nào nên làm cái gì và những giai đoạn nào không nên làm cái gì. Thì ở giai đoạn này bà con cứ tưới nước, bón phân, phun dinh dưỡng đầy đủ và bình thường. Còn đến lúc mà chặn đọt thì giai đoạn này bà con không cần phun chặn đọt. Đó là mình chia sẻ với con lúc gần xả nhị, trước 10 đến 15 ngày bà con phun chặn đọt cho mình. Vì cái sầu riêng là đọt riêng, hoa riêng nên tỷ lệ làm rất là dễ, nó không khó như cây bơ bút chúng ta. Thì mỗi năm bà con luôn luôn có hai cây trồng chính và chủ đạo ở Đắk Lắk và Tây Nguyên chúng ta là sầu riêng và bơ bút. Thì mỗi cây, mỗi cơ chế, mỗi cây trồng thì mình đều quay cho bà con xem về những cái hướng dẫn của bà con, để bà con xem vườn của mình có rơi vào những trường hợp này hay không ạ. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video ở bên Trái Cây Thời Buổi Lắc, mình sẽ quay cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.